sân bay Tân Sơn Nhất. Một máy bay của hãng này vừa cất cánh đã suýt bị va chạm với một máy bay quân sự. Liên quan đến vụ việc máy bay này thì sáng ngày hôm nay lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với đại diện của Bộ Quốc phòng và trao đổi với phóng viên VTV24. Từ cuộc họp thì Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cho biết là khoảng 12 giờ trưa nay nội dung về nguyên nhân của vụ va chạm này mới được các bên đưa ra. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn sớm nhất khi có thông tin này. Thưa quý vị, sự cố tại Trung tâm Quản lý bay miền Nam vừa xảy ra trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 25 phút ngày 20 tháng 11 ngày hôm qua đã khiến tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và các chuyến bay qua không phận khu vực phía Nam quản lý điều hành đều không thể cất và hạ cánh được. Cập nhật đến sáng ngày hôm nay thì riêng hãng Vietjet Air đã có tới 10 chuyến bay không thể cất cánh và hạ cánh. 54 chuyến bay sau đó cũng phải thay đổi giờ bay ít nhất 2 giờ. Sự cố cũng đã làm 3 chuyến bay quốc tế quá cảnh bị chậm giờ khởi hành. 7 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu cho biết sẽ có câu trả lời về nguyên nhân sự cố này vào 12 giờ trưa ngày hôm nay.